Cháy, nổ, những tai họa ẩn mình, rình rập tại những đô thị lớn như thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ cần một bất cẩn nhỏ sẽ gây ra hậu quả lớn. Thực tế cho thấy nhiều năm qua, tình hình cháy nổ trên địa bàn thành phố tuy đã giảm nhưng vẫn diễn biến khá phức tạp. Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, nhất là ở cơ sở, chú trọng hơn nữa công tác phòng cháy chữa cháy tại chỗ. Địa bàn phường 1 thuộc trung tâm của quận 5, khu vực có hoạt động thương mại dịch vụ rất nhộn nhịp với nhiều dãy phố, khu chung cư xây dựng đã lâu, còn tiềm ẩn nguy cơ cao về cháy nổ. Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường 1 xác định chủ động phòng cháy là nhiệm vụ then chốt cần phải chú trọng, quan tâm đặc biệt. Trên cơ sở đó, địa phương đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, xem phòng cháy chữa cháy là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, liên tục. Công tác phòng chống cháy nổ tại địa bàn phường đã chủ động và bài bản hơn trước. Đây là biểu hiện sinh động, cụ thể hóa chủ trương của cấp trên, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa 13 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới. Những nhà phố kinh doanh sầm uất hình thành hàng chục năm, thể hiện sự năng động, phát triển của khu vực trung tâm quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Thế nhưng nhìn ở góc độ bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy, thì những khu vực này cũng là nơi tiềm ẩn nguy cơ cao về xảy ra cháy nổ với hậu quả nghiêm trọng, nhất là những hộ vừa kết hợp nơi ở với sản xuất kinh doanh. Vì thế, những buổi đi thực tế, gặp gỡ, trao đổi, tuyên truyền, vận động chủ hộ, chú tâm đến công tác phòng cháy chữa cháy như thế này, được cấp ủy chính quyền phường 1 triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục. Đảng ủy phường cũng đã triển khai các cái nghị quyết liên quan tới cái công tác phòng cháy chữa cháy và xác định đây là cái nhiệm vụ quan trọng trọng tâm của địa phương. Thì phường cũng đã triển khai những cái việc như là tuyên truyền, rồi vận động các cái cấp ủy, triển khai xuống cấp ủy, ban vận động khu phố, rồi ban điều hành các tổ dân phố để mà triển khai sâu rộng tới người dân qua những cái buổi mời tuyên truyền, rồi tập huấn, rồi thực tập về cái sử dụng các cái phương tiện phòng cháy chữa cháy. Địa bàn phường 1 có 11 chung cư, trong đó có 5 chung cư cũ, được xây dựng trước năm 1975. Tuy quy mô số lượng căn hộ không nhiều, nhưng hệ thống trang thiết bị phòng cháy chữa cháy còn hạn chế. Đặc biệt, để bảo đảm an ninh trật tự, nhiều người đã lắp đặt lồng sắt, chuồng cọp, hoặc có trường hợp rào chắn bít cả lối thoát hiểm. Không ít vụ hỏa hoạn để lại hậu quả đau lòng cũng xuất phát từ những thực trạng bất cập như thế này. Nhà không có lối thoát hiểm thứ hai, lực lượng chức năng không thể tiếp cận cứu hộ, cứu nạn. Nhìn rõ điểm hạn chế cốt lõi này, cấp ủy chính quyền phường 1 đã tổ chức vận động người dân tự nguyện tháo dỡ một phần khung sắt, chuồng cọp để bảo đảm công tác phòng cháy chữa cháy được hiệu quả. Mưa dầm thấm lâu, đến nay gần như số căn hộ tại chung cư 19 Nguyễn Biểu đã tự mở lối thoát nạn thứ hai. Sắp tới đây thì gia đình cũng sẽ cắt thêm để cho nó thông thoáng và nó sẽ rộng rãi, nếu như chẳng may có chuyện gì mình vẫn thoát. Ở phường tổ kêu cô là cắt bớt mấy cái khung sắt này nè, để có một cái vấn đề gì thì nó dễ thoát hiểm hơn. Lúc trước cô làm hết trơn luôn á, tại sợ thứ nhất ăn trộm, thứ hai nữa con nít nó có leo trèo ra đó. Để mỗi hộ dân hiểu, nắm và thực hiện đúng quy trình an toàn phòng cháy chữa cháy, tổ chức cơ sở đảng ở từng khu phố thuộc phường 1 vừa vận động vừa kết hợp lực lượng chuyên môn, liên tục mở các đợt hướng dẫn, thao tác nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy, nâng cao sự chủ động về phương án phòng cháy chữa cháy tại chỗ. Thời gian qua, phường 1 đã thành lập, tổ chức vận hành nhiều mô hình tổ liên gia phòng cháy chữa cháy tại từng khu phố. Nội dung chính là tạo sự cộng đồng trách nhiệm của nhiều hộ liên kề vào nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy lúc ban đầu. Khi một vụ hỏa hoạn chẳng may xảy ra, thì công tác quan trọng nhất, hay còn gọi là giờ vàng về phòng cháy chữa cháy, là phụ thuộc chính vào công tác xử lý ban đầu của các hộ dân trước khi lực lượng chuyên môn có mặt. Đây là một cái chuông tổng cho nguyên một cái tòa nhà chung cư của chị là có 56 hộ. Cứ nhà nào cũng có một cái chuông cả. Nếu giả sử có tình trạng mà xảy ra cháy nổ, hoặc là có ăn trộm thì chúng ta ở trong nhà mình á, mình sẽ tự bấm chuông ở nhà mình thì tất cả là đều vang lên. Mô hình tổ liên gia phòng cháy chữa cháy tại chung cư số 3 Nguyễn Biểu có quy mô lớn bậc nhất tại thành phố Hồ Chí Minh.
khi có sự tham gia của hơn 50 căn hộ. Quy trình hoạt động được từng người nắm rõ, thuần thục từng thao tác, kết hợp với việc khai thác tốt hệ thống camera quan sát, tổ liên gia phòng cháy chữa cháy tại đây được cơ quan chuyên môn của quận 5 và thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận, đánh giá cao về tính chủ động, sẵn sàng ứng biến linh hoạt khi có sự cố xảy ra. Theo tôi thì việc gắn chuông này kia để báo phòng cháy chữa cháy rất tốt cho mọi người và an toàn. Nói chung về an toàn về phòng cháy chữa cháy, bệnh tật của những người lớn tuổi và trật tự xã hội. Cứ khi nhà nào cần thấy có những gì nguy hiểm thì bấm thì mọi người cùng đổ ra. Cho nên là mình sẽ gắn kết với nhau, mình cũng biết được là nơi nào bị cái gì hay là cái gì mình mới giúp đỡ lẫn nhau được. Ở khu phố chúng tôi thì sau khi chúng tôi thực hiện một cái chủ trương chỉ đạo chung của ủy ban phường á, thì chúng tôi có mời dân lại họp tất cả mọi người dân ở chung cư đều dự họp. Chúng tôi vẫn tuyên truyền về luật phòng cháy chữa cháy, bà con cố gắng là cảnh giác mọi lúc mọi nơi. Sau khi chúng ta thực hiện cái chuông và cái nút báo động này thì chúng ta cố gắng mà chúng ta thực hiện cho có hiệu quả. Và cái thứ hai nữa là ý thức của mỗi một con người chúng ta là cao nhất, chứ chúng ta cũng không nên dựa vào cái chuông và cái nút bấm này. Cái việc này thì tôi nghĩ là rất là cần thiết, không phải riêng về cái mô hình của tổ 14 chúng tôi, mà chúng tôi sẽ triển khai cho 8 tổ dân phố chúng tôi đều thực hiện. Tại cái này sẽ giúp cho cái khu phố của mình hoặc là tổ dân phố của chúng ta là thực hiện tốt về cái phòng cháy chữa cháy, là đảm bảo về tính mạng và tài sản của người dân. Khi chúng ta có phương tiện rồi thì chúng ta phải biết sử dụng nó, để mà làm sao mà khi có cái sự cố thì phải thao tác thuần thục, rồi tăng cường thêm thành lập các cái tổ liên gia, rồi những cái lực lượng mà chữa cháy tại chỗ. Địa phương với lại lực lượng mà đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy của công an quận 5 là có cái sự phối hợp rất là tốt. Và thời gian vừa qua thì lực lượng đội phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ của công an quận 5 đã hỗ trợ và cùng phối hợp với địa phương tổ chức, là cụ thể vừa qua là cũng đã 4 cái buổi tuyên truyền và hướng dẫn thực tập cho các cái lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ, rồi nhân dân về rồi thực nghiệm luôn cái sử dụng các cái thiết bị dụng cụ, mà để làm sao là người dân cũng sẽ truyền tải với nhau để mà biết cách sử dụng các cái phương tiện này đạt hiệu quả cao nhất. Lấy sự chủ động phòng ngừa là chính yếu, đến nay toàn phường 1 đã thành lập được 16 mô hình tổ liên gia phòng cháy chữa cháy trên tổng số 69 tổ dân phố hiện có, và tiếp tục nhân rộng mô hình này cũng là một trong những kế hoạch được địa phương chú trọng trong thời gian tới. Chúng tôi xác định rõ cái nội dung này không phải là một mình ủy ban nhân phường có thể làm được. Vì với chúng tôi thì đó là việc xử lý vi phạm hành chính, việc thực hiện hướng dẫn tập huấn cho người dân. Nhưng nếu để công tác này thực hiện hiệu quả hơn nữa, lâu dài và đảm bảo cái tính bền vững, thì bắt buộc sẽ là sự phối hợp chặt chẽ giữa ủy ban nhân phường, công an phường, ban chỉ huy quân sự, đặc biệt là các đoàn thể chính trị xã hội trong công tác vận động, tuyên truyền đến các cái lực lượng cũng như là các đoàn viên, hội viên và người dân để thực hiện nội dung này. Thì khi có sự cộng hưởng của cả hệ thống chính trị đối với nội dung này thì cái công tác đảm bảo an toàn cháy cháy trên toàn địa bàn sẽ đạt được kết quả tốt hơn và nó mang tính bền vững hơn trong thời gian tới. Với cách làm kỹ càng, phù hợp và bắt đầu từ cơ sở của cấp ủy từng khu phố mà công tác tuyên truyền, vận động người dân, hộ gia đình ở nhà phố hay căn hộ chung cư tại phường 1 dần tìm được tiếng nói chung cùng chính quyền địa phương, chủ động triển khai kịp thời các biện pháp phòng cháy chữa cháy. Nhận thức và chủ động phòng cháy trong mỗi hộ dân được nâng lên, ai cũng hiểu được tầm quan trọng, tương trợ lẫn nhau giữa các gia đình một khi chẳng may xảy ra hiểm họa cháy nổ. Đây chính là thành quả nổi bật nhất mà cả hệ thống chính trị tại phường 1, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh đạt được trong công tác phòng chống bão hỏa thời gian qua. Và những kết quả này sẽ tiếp tục được duy trì, phát huy, đổi mới mạnh mẽ trong thời gian tới, để công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn phường 1 nói riêng, quận 5 nói chung trở thành điểm sáng, lan tỏa và nhân rộng, góp phần ổn định cuộc sống, tình hình sản xuất, kinh doanh của nhân dân, thúc đẩy kinh tế, xã hội của địa phương phát triển vững chắc.